trước đi. Ừ, nhanh quá. Có trà nóng uống luôn. Đó, chả cá, nghêu, hành, ớt đầy đủ. Ớt, các kiểu. Bên này thì có rau. Mẹ ơi, cho tôi bún riêu. Mẹ bảo không có bún riêu. Bún riêu, ít bún nhiều thịt. Có chả cá mà thôi. Mời nha. Ăn mà quên mời đại gia đình mình luôn. Em mời mọi người ăn mì gói với em nha. Mì gói nó cũng ngon dữ thần luôn. Cảm giác ăn trong rừng thấy cái gì nó cũng ngon vậy ta. Biết sao không? Trời lạnh lạnh á. Trời lạnh không? Mà chùm hổm ăn cũng ngon á chứ. Ngon quá. Ăn miếng bay chùm vô là vừa. Tôi nấu ấm trà thuốc uống. Đánh răng đi ngủ. Ngủ thẳng chẳng luôn á. Mì gói mà nấu nghêu ngọt á. Lâu lắm mới nghe nước reo á. Nấu cái bình nước điện ở nhà nó sôi cái nó bật lửa một cái hết. Còn nấu cái ấm tô này mình cái ớt. Nước reo. Trời hơi mưa bay bay cho nên là em để cái bếp lò này ở dưới. Hấp rẫn, hấp rẫn. Chả mực chiên. Ý, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Rồi, chương trình ăn tiếp tục. Uống đi. Ừ, ngon. Chúng miếng tiêu ngon không sợ. Chạy gì mà ăn xong mà trời hơi mưa mưa bay bay ăn không mà nghĩ tới ăn không. Chạy xe mấy tiếng đồng hồ ra đây. Ở. Để ăn. Hai ngày hai đêm. Không cái thuốc cho nó ấm. Có này uống rượu cũng vui. Uống rượu vui. Cũng uống với em hồi chủ nhật nha. Ra đây không biết ngày giờ luôn á trời ơi. Bây giờ chủ nhật, mai thứ hai về. Mốt thì làm. Mốt thì làm bình thường. Không mà từ lúc mình nghỉ tuần 2 ngày á, nó dễ chịu hơn. Cuối tuần sau đi thăm mình tiếp. Cuối tuần sau đi thăm mình nữa. Giờ mình mùa hè ngắn rồi. Ôi, đi chơi mà còn dễ. Kệ nó, rồi lát trên đường về ăn nữa mà. Hôm nay là ngày nhổ chạy rồi. Cho mấy một gói được không? Ôi, múc vô nè. Hôm nay là ngày nhổ chạy rồi mọi người ơi. Đi về mà luôn liếm cái chỗ này quá à. Quá chi là hồi đêm em ngủ ngon quá, em ngủ thẳng cẳng tới 9 giờ sáng. Cụi không có biết mời ai hết trơn á. Em mời mọi người ăn mì gói với em nha. Em nói cho đại gia đình mình nghe, ở cái xứ lạnh này xưa giờ em nghĩ cái loài bò sát mà giống như rắn chắc là không có, vì em chưa bao giờ thấy. Nhưng mà hôm nay á, Hà nó đi lang thang nó gặp một con rắn thiệt là bự, dài cả mét vậy đó. Cho nên em nói mọi người rất là cẩn thận nha, khi đi camping mà mình đi trong mấy cái khu rừng này á, mình nên có một cái cây mình chọt 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 trước cái mặt mình đi, lỡ có nó bò ra cũng đỡ sợ. Cái bộ nồi này đi chơi thật là dễ thương, y như chơi đồ hàng vậy trời. Cái chảo, cái nồi, cái bếp. Sôi rồi đó phải không? Sôi chưa? Tống cám em bây giờ nhổ neo, chào tạm biệt. Cattle for.
nghỉ 2 ngày nay rồi. Bây giờ tụi em nhổ neo đi về. Trên đường đi về thì tụi em ghé ngang một cái khách khác có tên là Microphone nhỏ đi. Ừ, nó có tên là Spring Break. Lunch Break. Ê mày, với cục thang nó đen bằng nhau. Xích ra ngoài đây nó chụp cho. Kêu cái vali chứ không còn cái tên gì em tự đặt đó, mình gắn vô cái xe là mình tự để nóng đó, nó rất là ấm, rất là nóng luôn, nóng. Là bây giờ em tấp xe vô lề là em ăn trưa. Vườn hái một dĩa rau. Cái rau răng lại là dĩa bồn bồn, vì cái dĩa bồn bồn này mà đi chơi cứ nôn về kho. Cái nồi cá kho lạc lạc dẫn, dẫn. Cá kho mặn mặn xong rồi ăn cái rau cái bồn bồn. Cái trang miếng cơm, nước cá vô cơm, trời ơi. Đặc chất Việt Nam. Đi mấy ngày nhớ cơm. Quá trời, nhớ có 3 ngày. Bình thường ở nhà cũng không ăn cơm mấy. Nhưng mà sao đi chơi xong về cũng lại thêm cơm. Mời mọi người ăn cơm với em nha. Mời mọi người ăn tối nha. Mời mọi người ăn cơm. Trên nước cá là thở cái chén. Xíu xíu hấp dẫn. Dưa leo thì bẻ ra. Uống trong này tốt đấy.
Ngon có vẻ miếng cá. Ăn miếng mỡ cá. Đói bụng biếu tay luôn á trời ơi. Ai ăn cá trong cái cơ cá này á, em chỉ thích ăn mỗi cái bụng này nè, cái bụng mỡ này nè, béo. Còn vừa mềm vừa béo. Thích ăn cái này lắm. Em thích, thích. Ai thích ăn này cứ ăn đi, em ăn cái bụng mỡ cho. Đúng. Ngon quá. Không chết hết. Đi chơi trên đường về mưa tầm tã, từ bắt đầu từ chưa tới đâu, vừa mới đi ra khỏi cái thác một chút xíu là bắt đầu mưa, mưa đá hai trận. Trời sao nó không thể ngon được. Cơm làm cái dẻo hết rồi. Đi chơi ăn phủ phê quá, về nhà chắc theo cái nư này quá. Ngày lên phao chắc chết. Nhịn dữ lắm mới xuống được 2 phao mà. Ăn cái này 3 ngày đó là chắc lên mấy kg rồi. Nó là ăn tẹt ra. Xả cửa ăn bình thường, ăn kiêng cũng ăn cách. Mà nghĩ sao cái này đi ăn quá trời, nó mới ăn phủ phê em hết rồi. Bình thường có khi cả tuần không ăn miếng cơm nào á, cũng không có cảm giác là nhớ cơm. Hồi nãy ngồi trên xe này chỉ muốn về tới nhà. Mà sao đi chơi á, thèm cơm ghê hồn luôn á trời. Quá trời quá đó. Chạy gì mà giống như mày cảm giác sao mà vô chạy nó chậm dữ vậy ta. Đã vậy gặp trời mưa vô chạy chậm ác nữa. Trời ơi, mưa lớn có một đoạn á, không thấy đèn trước luôn, không thấy xe đèn trước luôn. Cảm giác ta thèm thôi ta ăn ạ. À. Người ơi, em còn một đoạn phim nhỏ này ở đằng sau hậu trường, định là không có đưa vô. Nhưng mà thôi, con Hà nó nói đằng nào cũng ế trong tư thế ngẩng cao đầu. Dở hơn cá hôm qua. Vì vậy mà em không có sợ, em đưa vô luôn đó. Để coi thử cái sự ăn uống của tấm cám nè. Mọi người, cái gì cũng có thể ủng hộ em, nhưng ăn uống tèm hem như vậy mọi người bỏ qua cho em nha. Đây là hậu trường. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và em cũng không quên chúc mọi người thật là tràn đầy năng lượng và nhiều sức khỏe hạnh phúc bên cạnh người thân của mình nha. Cái mặt mày giống trái sầu riêng luôn á. Không có hột. Cái chỗ lép nó không có hột nữa. Nó hay lắm. Cái giòn giòn. Sẵn gọt kiwi luôn rồi bỏ xe mình đi mình ăn ha. Mà ăn ham ăn mà không mời luôn. Nãy mời rồi mà. Này muốn xếp kênh thứ hai rồi. Trái sầu riêng ràng ươm. Ngon quá. Cảm giác sao? Nói nghe coi. Chắc dở hơn hôm qua phải không? Nhìn mặt bé thấy đê đê. Đê mê. Đê mê nói đê đê. Ngon thật á. Trái sầu riêng thiệt là mộng mị luôn á. Vừa dặn dễ sợ. Cái không coi nhão hơn, cái này ráo hơn chút. Cái này ráo hơn. Mà đậm hơn, ngọt đậm hơn. Đậm đà hơn chán qua. Dạng
mà ngon dễ sợ luôn á. Cứ sớ vậy nó béo quá. Cái này ngon hơn trái qua nhiều. Trái qua đã ngon rồi đó. Nói chung là đợt này đi chơi lucky quá, may mắn. Mua đồ ăn cái gì cũng ngon ngọt hết. Ngon á. Đó nè. Mấy sầu riêng nè. Mộng Mỹ á sợ không? Sầu riêng là hiểu rồi. Ăn sầu riêng bên suối. Mọi người thấy xa xa cái thác nó đang chảy không? Đợt này em đi em quên đem cần câu á mọi người. Chứ ngay cái chỗ em bước ra là câu cá luôn nè. Mà đi vội quá, cuối cùng quên đem cái cần câu đi. Có cần câu là có khi là em ở lại ngày nữa đó. Có cần câu là em tác nghiệp cần câu em câu cá. Trời ơi. Ngay cái lô này mà ngay cái số của em luôn, số 2 đằng sau được câu cá. Mấy số kia muốn câu là phải qua bên khu số 2 này. Bây giờ em chào mọi người, em ăn uống xong cái là được hành trình lên xe. Em đi qua một cái thác khác nữa. Cái thác đó thì nó giống như cái thác Nagafor vậy đó. Nhỏ. Vừa rồi hình như em nói cái vụ câu cá mà cái lô số 2, lô số 1 gì phải qua em câu. Hình như em thấy có cái gì sai sai đó. Mọi người bỏ qua cho em nha. Em biết là em nói có cái gì nó hơi bị lố thì phải à nha. Tấm cám chúc đại gia đình mình bình an, sức khỏe và hạnh phúc, tràn đầy năng lượng nha mọi người. Bye bye!